Giê-xu sinh ở Bethlehem xứ Judea bởi nữ đồng trinh Maria do quyền năng siêu nhiên của Chúa Thánh Linh. Phúc âm Luca thuật lại sự kiện thiên sứ Gabriel đến gặp Maria để báo tin cô đã được chọn để mang thai con Thiên Chúa. Tín hữu Công giáo gọi sự kiện này là lễ truyền tin. Cũng theo Luca, Maria và Joseph, bởi chiếu chỉ của Caesar Augustus, phải rời nhà mình ở Nazareth để trở về quê hương của Joseph thuộc dòng dõi của vua David để đăng ký vào sổ dân. Sau khi sinh hạ hài nhi Giê-xu, hai người phải dùng một máng cỏ làm nôi bởi vì không có chỗ trong quán trọ. Một thiên sứ đã loan tin Giáng sinh cho những người chăn chiên để họ tìm đến chiêm ngưỡng rồi họ báo tin mừng đến khắp nơi trong vùng. Matthew thuật lại câu chuyện những nhà thông thái mang lễ vật đến cho hài nhi Giê-xu trong cuộc hành trình được hướng dẫn bởi một vì sao mà họ tin là dấu hiệu báo tin Giáng sinh của Đấng Messiah hoặc vua của dân Do Thái. Tuổi thơ của Giê-xu trải qua ở thành Nazareth xứ Galilee sau khi trở về từ Ai Cập, nơi họ tìm đến trú ẩn ngay sau khi Giê-xu chào đời để tránh cuộc tàn sát của vua Hê-rô. Năm 12 tuổi, cậu bé Giê-xu cùng cha mẹ lên đền thờ ở Jerusalem, bị thất lạc và được cha mẹ tìm thấy, là toàn bộ cuộc sống ẩn dật thời thơ ấu của Giê-xu được ghi trong sách Tân Ước của Luca. Thanh tẩy và chịu cám dỗ. Phúc âm Marco bắt đầu với sự kiện Giê-xu chịu phép rửa bởi Gioan tẩy giả, được các học giả kinh thánh xem là điểm khởi đầu thánh chức của Ngài trên đất. Giê-xu đến sông Giô-đan, nơi Gioan tẩy giả vẫn giảng dạy và làm phép rửa cho đám đông. Sau khi Giê-xu chịu lễ tẩy rửa và bước lên khỏi nước thì, theo lời thuật của Mác, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đường. Luca bổ sung những chi tiết tuần tự kể rằng, Giăng Báp tiết khởi sự giảng dạy vào năm thứ 15 đời Tiberius Asa, khoảng năm 28 công nguyên. Và Giê-xu chịu lễ tẩy rửa lúc Ngài khoảng 30 tuổi. Matthew bổ sung cho các kỹ thuật khác chi tiết rằng từ chối làm lễ tẩy rửa cho Giê-xu, nói rằng chính Giê-xu mới là người xứng đáng cử hành lễ tẩy rửa cho rằng. Tuy nhiên, Giê-xu nhấn mạnh rằng việc Ngài chịu lễ tẩy rửa là để làm trọn mọi việc công bình. Phúc âm Giăng tập chú và lời chứng của Giăng Báp-tít nhìn thấy Chúa Thánh Linh như chim bồ câu đậu trên mình Giê-xu và nhận biết Ngài là trên con của Thiên Chúa và là Chúa Cơ Đốc, nghĩa là đấng chịu sức dầu để trị vì. Theo kỹ thuật của Phúc âm Matthew, sau khi chịu lễ tẩy rửa, Chúa Thánh Linh đưa Giê-xu vào hoang mạc, ở đó Ngài kiêng ăn trong 40 ngày đêm. Ma quỷ hiện ra và cám dỗ Giê-xu bày tỏ quyền năng siêu nhiên để chứng minh Ngài chính là Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã khước từ và thắng sự cám dỗ của ma quỷ bằng cách trừng dẫn lời kinh thánh từ sách Phục Truyền Luật Lễ Ký, Đệ Nhị Luật, cả thảy. Ma quỷ tìm đến cám dỗ Ngài 3 lần. Các sách phúc âm thuật lại rằng, sau khi chịu thất bại, ma quỷ bỏ đi và các thiên sứ đến để hầu việc Giê-xu. Thi hành thánh chức. Theo các sách phúc âm, Giê-xu là Đấng Messiah, con Thiên Chúa, Chúa và Thiên Chúa. Ngài đến để phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người và giảng tin mừng của nước trời. Các sách phúc âm cũng thuật lại rằng Giê-xu đi khắp nhiều nơi để rao giảng tin lành và làm nhiều phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ, đi trên mặt nước, hóa nước thành rượu và khiến kẻ chết sống lại như trong câu chuyện của Lazarus. Phúc âm Giăng ghi nhận 3 kỳ lễ vượt qua trong thời gian Giê-xu thi hành thánh chức. Điều này ngụ ý thời gian Giê-xu rao giảng phúc âm kéo dài 3 năm. Mặc dù có nhiều môn đồ, Giê-xu rất gần gũi với 12 sứ đồ. Có những đám đông khổng lồ lên đến hàng ngàn người tìm đến nghe Ngài giảng dạy. Dù không được tôn trọng ở quê nhà và ở Bethsaida, thuộc phía tây sông Giô-đan, Ngài được đặc biệt trọng vọng trong xứ Galilee, phía bắc Israel. Một trong những bài thuyết giáo nổi tiếng nhất của Giê-xu là bài giảng trên núi, trong đó có các phước lành và bài cầu nguyện chung, kinh lạy cha. Giê-xu khuyên bảo tránh xa sự giận dữ, dâm dục, chớ ly dị, thề nguyền và báo thù, tôn trọng và tuân giữ luật pháp Mô-xét. Theo ghi chép trong phúc âm Matthew, Giê-xu nói, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng bãi bỏ luật Mô, xê hay là lời các ngôn sứ. Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Trong khi diễn giải luật Mô-xét, Giê-xu truyền dạy môn đồ điều răn mới và khuyên họ nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia, hãy yêu kẻ thù và cần tuân giữ tinh thần của luật pháp, chứ không phải mù quáng theo văn tự. Giê-xu thường dùng dụ ngôn khi giảng dạy, như chuyện kể về người con trai hoang đàng và câu chuyện người gieo giống. Giáo huấn của Ngài tập chú vào tình yêu vô điều kiện và thấm nhuần tinh thần hy sinh đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Giê-xu cũng dạy về tinh thần phục vụ và đức khiêm nhường, cũng như lòng bao dung khoan thứ, sống hòa bình, đức tin và ơn thừa hưởng sự sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên Chúa. Giê-xu loan báo những sự kiện sẽ xảy ra và tiên báo về sự tận cùng của thế giới là điều sẽ đến cách bất ngờ. Do đó, nhắc nhở những người theo Ngài hãy luôn tỉnh thức và trung tín trong đức tin. Bài giảng trên núi Oliver được chép trong phúc âm Matthew 24, 22 Mark 13, 23 và Luca 21-24 cung cấp nhiều chi tiết về sự kiện này.
Trong giáo huấn của Giê-xu có những điều xem ra là nghịch lý đối với thế gian, nhưng phù hợp với lẽ công bình của Thiên Chúa, như lời cảnh báo kẻ đầu sẽ nên rốt và rốt sẽ nên đầu, cũng như lời dặn dò ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại, và lời khuyên hãy lấy tình yêu thương và lòng hiếu hòa mà đáp trả bạo lực. Giê-xu hứa ban sự bình an cho những người tin Ngài và giải quyết mọi nan để họ đối diện trong cuộc sống. Song Giê-xu cũng cảnh báo rằng sẽ có sự phân rẽ khiến các thành viên trong gia đình chống nghịch nhau vì bất đồng về niềm tin. Giê-xu thường tranh luận với giới lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái. Ngài bất đồng với người Sa-du-ê vì họ không tin vào sự sống lại của người chết. Mối quan hệ giữa Giê-xu và người Pha-di-xe còn phức tạp hơn. Mặc dù thường của trách người Pha-di-xe là đạo đức giả, Giê-xu vẫn mở ra cho họ cơ hội tiếp cận với giáo huấn của Ngài bằng cách cùng ăn tối với họ, giảng dạy tại các hội đường và xem một số người Pha-di-xe như Nicodemus là môn đồ. Giê-xu sống gần gũi với những người bị xã hội khinh rẻ như giới thu thuế, nhân viên thuế vụ của đế chế La Mã, thường bị khinh miệt vì lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, trong đó có Matthew, về sau là một trong 12 sứ đồ. Khi người Pha-di-xe chỉ trích Giê-xu vì thường tiếp xúc với kẻ tội lỗi, Giê-xu đáp lại rằng chỉ có người bệnh mới cần đến thầy thuốc, không phải người khỏe mạnh hoặc tưởng mình là khỏe mạnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của tế lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Theo Luca và Giăng, Giê-xu tìm đến để giao giảng phúc âm cho cộng đồng Samaria, những người theo một hình thức biến dị của Do Thái giáo và bị người Do Thái xem là tà giáo cạnh giếng Giacôb tại Sychar. Bốn sách phúc âm đều thuật lại sự kiện Giê-xu được chào đón vinh hiển khi vào thành Jerusalem, ấy là trong kỳ lễ vượt qua. Theo phúc âm Giăng, họ hô vang Hosanna để chúc tụng Chúa là đấng Messiah chết trên thập tự giá. Câu chuyện Giê-xu vào đền thờ được ký thuật trong ba sách phúc âm đồng quan và trong phúc âm Giăng. Khi bước vào đền thờ, Giê-xu nhìn thấy trong sân đầy những thú nuôi dùng để dâng tế lễ và bàn của những người đổi bạc. Họ đổi tiền đang lưu hành sang những đồng nửa heke, loại tiền đồng dùng trong nghi thức đền thờ. Theo các sách phúc âm, Giê-xu đánh đuổi thú nuôi, hất đổ những bàn đổi tiền và nói: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi biến thành hang trộm cướp. Theo các sách phúc âm đồng quan, Giê-xu dùng bữa cùng các môn đồ, gọi là tiệc ly, rồi đến vườn xem Mane để cầu nguyện. Trong bữa tiệc ly, Giê-xu bẻ bánh, dâng lời tạ ơn, đưa bánh cho các môn đồ mà nói rằng: này là thân thể ta, rồi lấy chén, tạ ơn, đưa cho các môn đồ mà nói rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Sau cùng, Ngài căn dặn môn đồ: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Khi đang ở trong vườn xe Mane, lính La Mã tìm đến vây bắt Giê-xu theo lệnh của tòa công luận, Sanhedrin và thầy thượng tế Cai-áp-ha. Nhà chức trách quyết định bắt giữ Giê-xu vì xem Ngài là mối đe dọa cho quyền lực của họ, vì cách thức Chúa dùng để diễn giải kinh thánh và vì Chúa thường vạch trần sự giả trá của họ trong đời sống tôn giáo. Họ tìm cách bắt Giê-xu vào ban đêm hầu tránh bùng nổ bạo loạn vì Ngài được dân chúng yêu mến. Theo các sách phúc âm, Judas Iscariot, một trong các sứ đồ, phản bội Giê-xu bằng cách ôm hôn Ngài để giúp binh lính có thể nhận diện Ngài trong bóng đêm. Một môn đồ, Phêrô, dùng gươm tấn công những kẻ đến bắt giữ Giê-xu, chém đứt tai một người. Nhưng theo phúc âm Luca, Giê-xu chữa lành cho người ấy. Ngài quay sang của trách Phêrô rằng: hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm. Sau khi Giê-xu bị bắt, các môn đồ tản lạc nhiều nơi để ẩn trốn. Thầy thượng tế và các trưởng lão tra hỏi Giê-xu: ngươi là con Thiên Chúa sao? Ngài đáp: chính các người nói ta là con Ngài. Giê-xu bị tòa công luận buộc tội phạm thượng. Thầy thượng tế giao Ngài cho tổng đốc La Mã Pontius Pilate với cáo buộc phản loạn vì cho rằng Giê-xu tự nhận mình là vua dân Do Thái. Khi Pilate hỏi Giê-xu: có phải ngươi là vua của dân Do Thái không? Ngài trả lời: thật như lời ngươi nói. Theo các sách phúc âm, Pilate nhận biết Giê-xu không phạm tội gì chống nghịch chính quyền La Mã. Vì vậy, theo tập tục, vào dịp lễ vượt qua, tổng đốc La Mã sẽ phóng thích một tù nhân. Pilate yêu cầu đám đông chọn giữa Giê-xu người Nazareth và một kẻ phiến loạn tên Ba-gia-ba. Đám đông, theo sự xúi dục của giới lãnh đạo Do Thái, muốn Ba-gia-ba được tha và Giê-xu bị đóng đinh. Theo phúc âm Matthew, Pilate rửa tay mình để bày tỏ rằng ông vô tội trong quyết định này. Pilate, vì cố xoa dịu cơn phẫn nộ của đám đông, cho đánh đòn Giê-xu. Song đám đông tiếp tục đòi hỏi Giê-xu phải bị đóng đinh. Trong cơn cuồng nộ, họ gào thét: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, và khẳng định trách nhiệm của họ về cái chết của Giê-xu: huyết nó sẽ đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Cuối cùng Pilate chịu nhượng bộ. Những người lính La Mã đan một mão bằng gai và đặt trên đầu Ngài, rồi quỳ xuống mà chế giễu mừng vua dân Do Thái. Bốn sách phúc âm thuật lại Pilate ra lệnh đóng đinh Giê-xu với tấm bảng treo trên đầu cây thập tự viết rằng: người này là Giê-xu,
vua dân Do Thái, buộc phải vác thập tự giá lên đồi Golgotha, nơi ngài bị đóng đinh. Theo phúc âm Luca, khi bị treo trên cây thập tự, Giê-xu cầu nguyện, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Nhiều người đi qua nhức móc Giê-xu và có kẻ trâu uống giấm khi nghe Giê-xu kêu khát. Theo phúc âm Giăng, Maria và những phụ nữ khác đến bên chân thập tự giá. Khi thấy Giê-xu đã chết, một người lính La Mã dùng giáo đâm vào hông để kiểm tra, tức thì máu và nước chảy ra. Theo bốn sách phúc âm, Giê-xu chút hơi thở cuối cùng trước khi trời tối. Joseph người Arimathea, một người Do Thái giàu có và là thành viên tòa công luận, đến gặp Pilate để xin an táng Giê-xu. Ông đặt xác trong một ngôi mộ. Theo kỹ thuật của Giăng, Nicodemu, người được nhắc đến trong những phần khác của phúc âm Giăng, tìm đến cùng Joseph lo việc an táng. Các sách phúc âm đồng quan đều thuật lại hiện tượng động đất và bầu trời tối sầm từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Phục sinh và lên trời. Theo các sách phúc âm, Giê-xu sống lại từ kẻ chết sau 3 ngày, kể từ khi bị đóng đinh trên cây thập tự. Phúc âm Mát theo thuật lại một thiên sứ hiện ra bên ngôi mộ và báo tin sự sống lại của Giê-xu cho những phụ nữ khi họ đến sức xác theo tục lệ. Quang cảnh hiện ra của thiên sứ đã làm các lính canh hôn mê. Trước đó, thầy thượng tế và người Pha-ri-sêu xin Pilate cho lính đến gác mộ vì họ tin rằng các môn đồ sẽ tìm cách cướp xác. Vào buổi sáng phục sinh, Giê-xu hiện ra với Maria Maja. Khi Maria nhìn vào ngôi mộ, hai thiên sứ hỏi bà tại sao khóc, và khi bà nhìn quanh, thấy Giê-xu nhưng không nhận ra cho đến khi ngài gọi bà. Theo kỹ thuật của sách Công vụ các sứ đồ, Giê-xu hiện ra cho nhiều người tại nhiều địa điểm khác nhau trong suốt 40 ngày. Sau khi sống lại, Giê-xu đến với hai người khách bộ hành đang trên đường đến thành Emmau. Khi các môn đồ nhóm lại, Giê-xu hiện ra với họ ngay buổi chiều phục sinh. Thư Cosin Thi An thứ nhất, phúc âm cho người Hy-bơ-du và một số tư liệu cổ khác đều đề cập đến việc hiện ra cho Gia-cô-pe. Theo phúc âm Giăng, một môn đồ tên Thomas tỏ vẻ hoài nghi về sự phục sinh của Giê-xu, nhưng sau khi đặt tay vào vết đâm bên hông, ông thốt lên, lạy Chúa tôi, Thiên Chúa của tôi. Sau đó, Giê-xu đến xứ Galilee và hiện ra với vài môn đồ bên bờ hồ. Sau khi ủy thác cho các môn đồ sứ mạng giao giảng phúc âm trên khắp đất, Giê-xu về trời, ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc họ đang nhìn xem ngài. Có một đám mây tiếp ngài khuất đi, không thấy nữa. Giê-xu hứa trở lại để ứng nghiệm lời tiên tri về sự tái lâm.